Thái Điền phải nói rằng là cảm ơn rất là nhiều hai bạn Thái Điền và Bình An đã gieo duyên cho chị Thanh Hằng được gặp Sở Mai Táng Thiên Bảo, rồi lại được gặp gỡ các em thân yêu của chị nữa. Mình có dịp nhau đi hát như vậy mới gần gũi nhau hơn. Dù đi xa chị cũng vẫn nhớ đến chị vừa ở bên Đài Loan á. Nhưng mà có chị nghe Thái Điền điện thoại đó là chị bỏ, chị đổi vé máy bay chị về đó, chứ đáng lý là ngày mai chị mới về lận. Cho nên là cũng phải nói là kính quý gia đình rất là nhiều. Nghe nói là gia đình yêu cầu có Thanh Hằng nữa. Phải nói là cái sự gieo duyên này chúng ta đó là từ đời kiếp nào chúng ta mới được coi như là có là ân tình với nhau. Giờ kiếp này đời này mình mới gặp lại nhau, mà gặp lại nhau thì trong hoàn cảnh thì là lại là đưa tiễn ba của các em ngày mai về với Phật. Thì chị Thanh Hằng cũng xin thay mặt cho toàn thể tất cả các anh chị em nghệ sĩ có mặt tối đêm nay, xin kính chúc cho ba, đưa ba về với Phật và được siêu thoát, và gia đình được bình an, sức khỏe dồi dào, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thương quá à, đứng khóc. Ba hả em? Thương quá à. Dạ thôi thì để tiếp sau đây. Dạ phải nói em phải cảm tạ, em hát em phải cảm tạ, không cho em cảm tạ nữa. Dạ xin và tiếp sau đây Thanh Hằng sẽ gửi tặng đến cùng quý bà con cô bác và hãy hát cho ba nghe một trích đoạn cải lương rất nổi tiếng của soạn giả Yên Lan được mang tên Đêm Lạnh Chùa Quan. Và xin mời thưởng thức ạ. Sông ca ơi, anh sẽ giết cả em sao? Hồ hồng đàn